tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày đánh thắng Pol Pot, liệu đảng có dám kỷ niệm ngày đánh thầy Pol Pot hay không? Vào ngày 7 tháng 1, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Pol Pot bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Buổi lễ được tổ chức rất lớn tại nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự lễ toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong chính quyền của Đảng như ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng. Buổi lễ tổ chức hoành tráng kỷ niệm ngày chiến thắng quân diệt chủng Pol Pot. Quân diệt chủng Pol Pot tức Khmer Đỏ cũng là cộng sản, là đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản thân Pol Pot cũng từng được Việt Nam đào tạo nhưng sau đó đã quay cờ theo Trung Quốc và đánh vào Việt Nam. Đây là một tổ chức chính trị vô cùng man dợ, không những họ tàn sát người dân Khmer của họ mà họ còn tràn qua biên giới Việt Nam tiến hành giết chóc bừa bãi. 40 ngày sau khi quân Việt Nam đánh thắng quân Pốt thì ở bên biên giới phía Bắc nổ ra chiến tranh biên giới Việt Trung bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Đảng Tiểu Bình đã đưa 60 vạn quân tràn sang 6 tỉnh biên giới phía Bắc, giết chóc bừa bãi, ngay cả người già, phụ nữ và trẻ em, chúng cũng không tha phía nam người cộng sản pol pot anh em với đảng cộng sản việt nam đã tấn công còn ở phía bắc cũng anh em với đảng cộng sản lại hùa nhau đánh giết người việt nam quân đội của các quốc gia dân chủ khi tham chiến không tấn công thường dân nhưng quân pol pot và quân trung quốc thì bất kể họ tàn sát thường dân bất kể đó là già trẻ vô cùng man dợ tới dự lễ kỷ niệm có ông võ văn thưởng bà trương thị mai và ông lê minh khái pol pot đánh việt nam là do bắc kinh giật dây và cũng chính bắc kinh trực tiếp đem quân đánh vào việt nam như vậy nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính quyền bắc kinh pol pot chỉ là tay sai mà thôi tuy nhiên lâu nay đảng cộng sản việt nam chỉ dám kỷ niệm ngày chiến thắng quân pol pot chứ không bao giờ dám kỷ niệm ngày chiến tranh với quân tàu đây là một hành động vô ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước mà họ chính là những người trong quân đội nhân dân việt nam phục vụ cho đảng cộng sản Thực tế là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao tặng rất nhiều huân chương kháng chiến chống Pháp, huân chương kháng chiến chống Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên không hề có huân chương chống tàu, cứu nước, mặc dù những người đã hy sinh cho trận chiến này rất xứng đáng được trao tặng. Vào tháng 2 hàng năm, người dân Việt Nam sống lại nỗi đau của cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược. Tuy cuộc chiến này ngắn ngủi nhưng rất đẫm máu, diễn ra khắp 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, những năm qua, chính quyền của đảng luôn tìm mọi cách để dập tắt mọi hoạt động tưởng niệm của dân chúng, tẩy xóa mọi thông tin dữ kiện về cuộc chiến này. Thậm chí họ còn chuẩn lục bỏ hàng chữ trên tấm bia tưởng niệm. Chắc chắn rằng năm nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ không kỷ niệm 45 năm ngày chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân tàu xâm lược bởi bản chất hèn nhát của lãnh đạo đã ăn vào máu của họ. Với giặc tàu, đảng cho đục bỏ hàng chữ trên bia tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc. Đây là một trò rất hèn mạt. Sau khi đánh đuổi quân tàu về nước, thì giữa Việt Nam và Trung Quốc đánh nhau suốt hàng chục năm. Chỉ sau khi hội nghị thành đô, cuộc chiến này mới thực sự kết thúc với cái giá là Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ để Đảng được tồn tại. Cũng nói thẳng ra, Đảng đem quyền lợi của đất nước để đổi lấy quyền lợi của Đảng sau hội nghị thành đô Đảng Cộng sản bị Trung Quốc cùng cho cái gông 16 chữ vàng, bao gồm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và bốn tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Sau khi nhận cái cùng này, Đảng ký kết với Trung Quốc Hiệp định Phân định Biên giới trên bộ ký vào năm 1999 và Hiệp định Phân định Biên giới Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, khiến Việt Nam mất một phần lãnh thổ tổ tiên để lại như một nửa thác bản dốc, ải nam quan vân vân với Trung Quốc thì đảng khom lưng trao lợi thế vào tay giặc bởi thằng khom lưng là thằng dễ bắt nạt và chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ lớn tới chứ không bao giờ chịu dừng ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời Báo .d với bản tin tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày đánh thắng Pol Pot liệu đảng có dám kỷ niệm ngày đánh thầy Pol Pot hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo đề Vượng Vin đã ra mặt, Elon Musk cẩn thận kẻo bị đò ván. Vào ngày mùng 6 tháng 1, VinFast thông báo ông Phạm Nhật Vượng thay thế bà Lê Thị Thu Thủy làm tổng giám đốc VinFast thay vào đó bà Lê Thị Thu Thủy lại làm chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast. Nghĩa là ông Phạm Nhật Vượng với bà Lê Thị Thu Thủy đổi vai trò cho nhau. Đưa tin về việc này, tờ báo Cà Phê F giật tít trực tiếp điều hành VinFast, ông Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt đối đầu với Elon Musk. Dường như ông Phạm Nhật Vượng đeo găng thượng đài đấu tay đôi với tỷ phú số 1 thế giới Elon. Giả sử đây là cặp đấu thật thì cũng không thể ngang tải ngang sức mà chỉ như châu chấu đá xè. Báo chí Việt Nam giật tít thật kêu, so sánh sức mạnh của VinFast và Tesla thì là một trời một vực, một bên là hãng startup đang chật vật kéo dài sự sống, còn bên kia là hãng đã khẳng định vị trí số 1 thế giới về mảng ô tô điện, về doanh số bán lại càng chênh lệch. Tesla thì có doanh số bán toàn cầu đến đến một triệu chiếc, còn VinFast chỉ là vài chục ngàn chiếc, trong đó ông Vượng còn tự bán cho chính mình với một tỷ lệ đáng kể. So sánh giữa Elon Musk và Phạm Nhật Vượng thì cả hai ông này đều được gọi là doanh nhân và đều là chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc của hãng xe chính mình. Ngoài ra hai ông này còn sở trường rất khác biệt. Điều đáng nói là Elon Musk trưởng thành từ môi trường cạnh tranh lành mạnh nhưng đầy khốc liệt của thị trường Mỹ. Một khi đã khẳng định được thành công trên thị trường Mỹ thì rất dễ thành công trên thị trường toàn cầu. Còn ông Vượng thành công trong môi trường cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam nên khi ra thế giới rất khó để có thể trụ vững. Và thực tế đã chứng minh điều đó, ông đốt không biết bao nhiêu tiền. Liệu hai ông này có phải là đối thủ với nhau hay không đang là một câu hỏi. Về sở trường rõ ràng, Elon Musk rất mạnh về mảng công nghệ. Ông từng sáng lập ra PayPal, một công ty thương mại điện tử thanh toán trực tuyến. Hiện nay, Elon Musk đang nắm giữ x tức là Tweet hoặc SpaceX và Tesla tất cả đều là những công ty công nghệ lừng danh thế giới. Trong khi đó, sở trường của ông Phạm Nhật Vượng là bất động sản mà là bất động sản tại Việt Nam. Công ty Vinhomes của ông Vượng được hưởng lợi không ít từ chính sách của chính quyền của Đảng Cộng sản. Còn về lĩnh vực công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng chưa thấy có thành tựu nào. Cũng phải nói rằng ông Phạm Nhật Vượng rất có tham vọng trong lĩnh vực công nghệ nhưng cho tới nay ông đã thất bại vài lần trong lĩnh vực này, điều mà dư luận từ trước đến nay đã ghi nhận qua những sản phẩm được Vin tung ra. Cụ thể, vào năm 2021, Vingroup cho công ty con của họ là VinSmart dừng sản xuất TV và điện thoại di động. Hồi tháng 10 năm 2023, Vingroup tuyên bố giải thể công ty cổ phần giải pháp dịch vụ công nghệ Vantix. Đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nếu xét về lĩnh vực ô tô điện thì rõ ràng đây là sở đoàn của ông Vượng chứ không phải là sở trường. Trong khi đó, đây là lĩnh vực sở trường của Elon Musk. Như vậy, nếu đấu nhau thì rõ ràng ông Vượng dùng sở đoàn của mình để mà đấu với sở trường của đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều lần. Không những thế, ông Vượng còn đấu trên sân khách, nếu không bị đối thủ đe bẹp thì cũng đã trở thành công ty lớn rồi. Bà Lê Thị Thu Thủy đã thay ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast. Thực ra báo chí của Việt Nam đang thực hiện vai trò của họ, đó là vai trò nô bộc cho Vin và cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đơn giản là việc thay đổi nhân sự của Vinfast thôi mà báo chí cũng kéo Elon Musk vào, đẩy tấm quan trọng của ông Vượng lên cao hơn nữa. Cách làm này không thể khiến Vinfast của ông Vượng thắng được Tesla, mà chỉ làm cho Vinfast thêm bị coi thường vì đã quảng cáo quá lố bịch. Không biết trong vai trò giám đốc của công ty VinFast, ông Vượng có thổi được làn gió mới gì cho VinFast hay không? Còn nếu chỉ là xua báo chí tạo mặt nạ tại quê nhà, thì VinFast cũng chẳng làm nên trò chống gì, cũng chẳng thể làm được gì đối thủ của mình trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vượng Vin đã ra mặt Elon Musk cẩn thận kẻo bị đò ván Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm